Yo yo, what up cơ, what up blah, what up gangster. Thầy giỡn thôi chứ thầy cũng gang bang gì đó các em. Và đó, xin chào các em. Và đây là Baby Red AK Hùng Xe Đạp AK Đẹp Trai VGL. Đó, bây giờ là thầy trở lại với các em reaction tiếp tục, ok. Hôm nay là một reaction cho một bài nhạc gang gang vãi cái lờ luôn đấy. Mà lờ là các em ơi, rapper là các em biết hết rồi. Rapper này không thể nào mà chơi được nữa. Không phải là một mà là 1 plus 1 có nghĩa là 2, ok. Có nghĩa là 1 cộng 1 là 2. Combination fry rai cho các em luôn, ok. Một bài nhạc gọi là vậy mà thầy lúc nãy thầy đợi tôi thế nha các em. Change position đó, dịch tiếng Mỹ gọi là change position, ok nha các em. Một bài nhạc đổi tư thế, ok, let's go. Change position, thầy dịch tiếng Anh cho các em luôn, change position, ok đấy. Và bài nhạc đây, mình vô đề đi, mình nãy giờ mình nói cũng khô nước miếng rồi, vô. Let's go. Tu má vô. Let's go. Đù, em bị nhìn thấy ghê thế. Này người tình yêu hay sao em phải làm như thế? Làm như thế. Về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Dạ bảo vâng anh bụt bóng và nằm em đôi tư thế. Bởi vì đừng cần một người làm cho em để mẹ quên hết đường về. Alright. Làm chi trong khi em còn đang ế. Ê. Làm một nụ cười tươi đi, anh sẽ gọi em là em bé. Em bé. Gọi em là em bé. Lưu này cũng đỉnh đi. Mình lần đầu tiên với cái nàng điêu luyện sẽ làm em bé. Giật mình bần bật cả hai chân em đưa lên trên cô anh kề. Ok. Lên xe đi cưng. Lên xe đi cưng. My brother Ferrari. Dung dung ski. Đó. Một chiếc xe đẹp quá ha. Chiếc xe là chiếc Ferrari hay chiếc gì ta? Nhìn sơ lấy giống Ferrari á. Chiếc xe quá đẹp luôn. Và nói chung là hiện tại là cái MV nhìn nó đẹp đấy, nhìn very cool, very, nhưng mà nói chung là cũng ok thôi, nó không có sắc sáo gì hết. Nhưng mà có chiếc xe quá là đẹp, mà cũng có mấy công nghệ chân dài, nhìn cũng ok lắm ấy. Cái flow của Bingo thì các em biết rồi, nghe rất là hay. Bingo thì lúc nào cũng never miss, có nghĩa là không bao giờ mà làm cho mình thất vọng hết á. Bài nào cũng nghe cũng ok hết á. Đêm nay anh có hứng đôi mẹ em đang dưng dưng, anh đưa cái răng đứng. Dưng dưng đưng đưng, nghe cái dưng dưng đưng đưng đưng, nghe catchy vãi cái lờ luôn đấy. Em tên Nhung, xăm tên Nhung trên lưng. Cái gì? Em tên Nhung, cái gì xăm trên lưng gì, nghe lại coi. Cái câu này kia. Some family. Em tên Nhung, some family tên Lương. Trời ơi. Lyric gì ghê vậy? Shout out cho em Nhung nha, em Nhung. Em có xăm gì trong lưng em. Nói chung là nói về em Nhung, xăm chân lưng. Ngầu, má lyric quá là đỉnh luôn. Anh nói đúng em cứ lung tung, không sao đâu anh ưng. Anh nói đúng mà em cứ nói lung tung. Trời ơi, lyric. Trời ơi, come on man. You can't fuck with that lyric, ok? You cannot F-U-C-K the music, ok? Lyric như thế là quá là hay rồi, ok? Nhung mà em xăm trên lưng rồi, em lung tung, em đừng có nói lung tung này nọ. Anh nói em đừng. Úi trời ơi, lyric, nghe thấy không? Thầy thấy khoái mấy cái lyric như thế đấy. Dễ hiểu, dễ đọc. Đối với thầy là thầy đâu có phải là dân professional mà chuyên nghiệp gì đâu. Nói chung là thầy thích nghe nhạc simple, nghe một cái là hiểu liền, chứ đừng có lu bu phải cần lấy sách ra mà đọc. Trời ơi, là lấy từ điển ra mà chip này nọ là ôi mệt. Lyric như thế đi cho nó dễ nghe đi, không? Nhung em tên Nhung, em xong trên lưng đó, còn em đừng có lung tung. Rồi lyric như thế cho nó dễ đọc đi, đó mình dễ catchy vãi cái lời luôn đấy. Yêu anh em rung. Yêu em anh rung nữa, ghê nào đó. Còn gì nữa đây? Còn tim anh tưng, không? Thương anh là em rung, tim anh là tung, còn cứ nghĩa là lung tung, bên trong cung đó. Nói chung là lyric như thế đây. Easy man, that shit catchy bro, anh còn live bro. Nghe chỉ cần không hiểu mà cái lung tung, tung, lung tung, lung, nhung xăm lên lưng. Ok liền à, chỉ như thế thôi. I guess you have nice pussy. Ooh, I guess you have a nice, rồi đi anh Hưng là sao ta? Rồi đi anh Hưng. Trời ơi, lung tung anh Hưng. em cứ nước gì cứ đổ xuống là anh Hưng lên cho em. Trời ơi, lyric như thế rồi gì nữa. Đi sang chung mà cần đứng
girl đang cưng. Bro, bro say my girl đang cưng có nghĩa là you know what I'm saying? My girl is hard right now, bro. Woo wee. Trời các em ơi, nhạc như thế các em đổi gì nữa. Mà cái lyric này cấm cho em nha các em. Cấm cho em 18 tuổi đi. Dưới 18 tuổi các em đừng có nghe cái nhạc này tại vì nó very explicit các em. Nó very 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 sexual cho nên các em dưới 18 tuổi các em đừng lên nghe mấy nhạc này. Cái thể loại này là phải gang gang, là phải những người như thầy lớn tuổi ha, đã đổi pha những cái gì gang gang rồi đó. Cho nên là mình thấy mình relate được. Mà các em còn nhỏ tuổi, các em mà lo đi học với các em nghe mấy cái nhạc này, các em không có thích hợp, đúng không? Các em mà muốn nghe nhạc á, thì hãy giới thiệu cho các em nghe Sơn Mai. Các em nghe nhạc của Sơn Mai đi, ok. Nghe nhạc của Sơn Mai, các em tươi đời lên, các em học hỏi được bươm bướm này này nọ rồi. Nói chung là gia đình biết ngoan, dạ thương mẹ, thương cha, rồi các em cứ học mấy cái nhạc đó. Ha. Các em dưới tuổi, 18 tuổi, các em cứ đi nghe nhạc đó. Chừng nào các em 18 tuổi, các em vô đây. Các em vô đây coi thầy reaction mấy các bạn gang gang bất bất dây mới là phát xịt xịt, nghe nó mới phê, đúng không? Ha, vô. Cưng, ở mấy cạnh anh đang lấy xe mắt cưng, baby, ấy đừng, đừng. One more round, let's baby down. One more round, let me break down, put you down. Đúng. You're crazy, get my mother baby, boy, fuck that meow. Mày đã phát xịt xịt meow, ui trời đất ơi. Get some ice. Don't kill my vibe. Go get some ice, đi lấy đá đi. Rồi bắt đầu đừng có kick, don't kill my don't, go get some ice, don't kill my vibe. Woo, lyric quá hay đấy. Có nghĩa là đi lấy đá đi, rồi đừng có làm cho tôi phiền, đừng có làm cho, tại vì lúc mình đang cái chữ vibe có nghĩa là mình đang trong cái zone của mình đó các em, đang trong cái chương trình mà mình đang vui ấy, mà đừng có ai tới phá cái vibe của mình. Nó như thế. Đó, thì dịch nhẹ đâu biết hiểu hay không hiểu. Đúng, thì dịch thì cũng hiểu đấy chứ các em. Các em thông cảm đi. Tiếng Việt của thầy như cái lời đấy. Thầy giác thì thầy dịch cho các em nghe. Nhưng mà nhiều khi thầy dịch mà thầy cũng hiểu gì các em. Thì chắc các em cũng chẳng có hiểu đâu. Let's go. Cho em hết. Em cứ lấy đi. Cho em hết, em cứ lấy đi. Ok. Mà sang. Very sang. Em cứ lấy đi, em muốn gì em cứ lấy đi. Very sang đấy. Để trong bếp. Get it, say it. Em cũng biết đấy, đâu có mấy khi. Mình sợ mình trong đôi mắt lấp lánh, anh nói anh biết làm thầy gì. Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế? Ủa thầy khoái khúc đây nè. Là người yêu ơi sao em phải làm như thế? Được, nghe cái câu đó nghe catchy vãi cái lời luôn đấy. Giờ về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Rồi về nhà anh đi, em cứ ngồi trên ghế. Người yêu ơi sao em lại như thế? Về nhà anh đi, em cứ ngồi lên ghế. Ui ôi lyric catchy vãi cái lời luôn đấy. Dạ bảo vâng anh bút bắt đầm em lời tư thế. Bởi vì đang cảm phục mày làm cho em mê. Mày quên hết đường về. Let's go. Chạy làm chi trông khi em còn đang nghe. Em một nụ cười tươi đi, anh sẽ gọi em là em bé. Làm em bé. Mà lần đầu tiên với cái nàng điêu nặng sẽ làm em bé. Let's go. Cả hai chân em đưa lên trên cổ anh trẻ. Về đây. Đây này Andre Tuy Hân đây các em, vô. Em lấy ra cuộn đi. Ba cả mấy chai nước đây. Bơi vào và uống đi. Ba có chai nước đá, em cứ bơi vào vạch đi. Úi giời ơi. Em ở trên này giờ rồi. Đợi thế xa gì va xong đi. Đọc đéo hiểu gì. Em ở trên nãy giờ rồi. Đợi thế và xong đi. Em ở trên này lãi giờ rồi. Đổi thế đi, có nghĩa là nhắc sơ sơ là các em hiểu rồi, thầy cần khỏi dịch cũng đó đi. Làm một hit thật sâu, quẹt mũi, xong rồi lại ấn. Ồ, cái gì làm một hit thật sâu, quẹt mũi đấy, bậy. No good. Cái này là thầy không có recommend các em làm nha các em. Cái này không có tút đâu, các em thôi, chơi mấy cái này không có good đâu. Cho nên là thầy recommend các em đừng có chơi. Ai mà mời các em, ai mà đưa cái đĩa tới, đưa các em. No, thank you. Là no thank you liền cho thầy, ok. Thầy không có recommend các em chơi mấy cái thứ đó. Tại nó không có tốt cho sức khỏe là một. Hai nữa là nó very bad. Các em có thể là bị cảnh sát bắt này nọ. Cho nên là no good. Các em cứ dẹp cái đó cho thầy. À, ai mà đưa cái đĩa là thầy. Các em cứ no liền. Các em no cho thầy, ok. Không, nghe lời thầy đi. Thầy nói thiệt. Thầy đã có trải nghiệm rồi cho nên thầy biết. No good. Cái đó không có tốt đâu. À, dẹp nó đi. Em cho sinh như đăng tiền. Em muốn làm anh điên. Anh phải một viên đau đau. Dù qua nhà anh lúc đầu em trải em đã nhắn một tin là no. Nhưng mà lúc em đợi ý nơi đây em cờ anh cứ pháo lo. Cho em đẹp thế này cho anh phải làm con phim để cho và private photo. Tên em hiện lên phone ring. Tóc tai bóng bẩy tay bling.
vô phone em ring ring, em bling bling, bắt đầu vô xin xin, trời ơi lyric như thế các em đòi gì nữa. Bây giờ hip hop các em lyric nó dễ quá các em ha. Cứ ting 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 rồi bắt đầu ring ring ring, rồi bắt đầu ming ming ming, rồi bắt đầu xin xin xin, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 ring ring ring, nhung xăm trên lưng đó. Ôi trời ơi lyric như thế các em đòi gì nữa. Very simple luôn. Bây giờ thì các em muốn làm nhạc thì thầy nói không khó, không khó. Nghe Andre với lại Bingo biết lyric thì chắc cái mình làm chắc cũng được đi. Chứ bây giờ các em nghĩ coi, đi vô phố tố chơi xì tố có gì đâu, ok đó. Yeah, lyric như thế thầy cũng biết được mà, có khó khăn gì đâu. Mình và em ngồi xa lại còn xinh xinh, xanh từ Chanel lên lung linh. Xinh xinh lung linh, yeah, đó. Em Tiffany và Nike. Chân em Tiffany, Nike, đạp 100 trên Benji. Úi giời ơi, lyric các em ơi. Ôi giời, cái Tiffany là có nghĩa là cái brand, cái đó là một cái brand rất là nổi tiếng bên Mỹ các em, là cái hiệu đấy. Còn Nike thì các em biết rồi, Nike là chắc là Nike đấy. Cái gì chắc người ta gọi là Nike, nhưng mà Nike bên Mỹ gọi là Nike, cái chắc á, chắc đu đấy. Trong 20 trên Benji, em đóng phụ cả canh của Fendi. Em là thích cả bóng fan Messi. Đủ, Fendi, rồi Messi. Messi, Fendi. Em lên là đi, anh lên đi. Ski. Story. Anh không muốn lên kênh. Đừng đăng lên story, anh không muốn lên kênh. Bỏ lên Facebook đi các em. Bỏ lên Facebook đi chứ thầy. Shout out Facebook. Những người nào mà xài Facebook là thầy shout out liền. Tại vì hồi xưa là thầy nổi trên Facebook dữ lắm đấy. Như giờ thầy đổi qua YouTube rồi. For me, trong các phòng khói bồng bềnh. Em đổi tư thế, em nằm trên ghế, em muốn anh làm chồng mình. Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế? Là rồi về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Còn giả bảo vâng anh vuốt qua đầm em đổi tư thế. Bởi vì giờ người mong người làm cho em để mẹ quên hết đường về. Hết đường về. Chờ anh làm chi trong khi em còn đang nghe. Chờ đắc ê. Một nụ cười tươi đi, anh sẽ gọi em là em bé. Làm em bé. Và lần đầu tiên với cái nàng yêu lần sẽ làm em bé. Let's go. Mình bật cả hai chân em đưa lên trên cô anh kề. Đấy, một bài nhạc very very hay luôn đấy. Một bài nhạc very catchy luôn đấy. Một bài nhạc nói về Nhung. Nói về Nhung, Nhung xăm trên lưng. Bắt đầu là em cứ về nhà đây, ngồi lên ghế. Bắt đầu là anh có ly nước cho em. Em cứ uống này nọ. Nói chung là một bài nhạc very lyric rất là thấm. Lyric rất là thấm luôn nha các em. Nói chung là cái bài nhạc này catchy, nó thể catchy. Thì các em biết rồi, Bingo mà hợp tác với lại Ranger Ryan là các em mà đòi hỏi cái gì nữa. Thì là một bài nhạc hay thôi, một bài hit thôi, đấy. Đó là cả 3 triệu người view, và trong 3 tầng là 3 triệu view là các em đã biết là hit rồi đấy. Đó, rất là hay, very good, I find, I like, 10 điểm. Đó, và đây là Baby Red, AK Hùng Xe Đạp, AK Đẹp Trai VGL. Cảm ơn các bạn đã trở lại với chương trình reaction của thầy, ok? Ok, xin chào nha mọi người nha, ok, bye nha, gặp lại nha, nhớ nha, cho thầy xin cái like và cho thầy xin cái subscribe đi. Miễn phí không có tốn tiền, ok? Và đây là Baby Red, AK Hùng Xe Đạp, AK Đẹp Trai VGL. Thank you very much, man, I appreciate y'all, you know what I'm saying? Ok, I like, bye bye, gặp lại sau đi.